đến với trận thi đấu được coi là vòng chung kết ở trong kèo thi đấu giữa Trung Quốc 1 và Anh Chị Đánh Bại. Vâng, một trong hai team này sẽ có một cái chiến thắng người ta gọi là danh dự, khi mà các anh vâng nãy thi đấu với hai đội trước thì anh chưa thắng được bất kỳ một đội nào cả, cả hai team. Và đây màn máy của em thủ Minh Nhật, bóng nhẹ không, thôi đen rồi. Vâng, chia buồn cùng anh. Vâng, anh không dò ra được mỏ quả chính nhà mình nằm ở đâu, mà tôi thấy anh dò là khá là rộng rồi chứ không phải là hẹp. Nhưng có lẽ là bãi quả nó nằm ở phía, vâng, phía mặt bên kia chứ không phải bên này. Quyết định của anh là đánh theo kiểu mà ăn hiêu trước. Vâng, chỉ là bốn con hiêu thôi, chắc chắn không phải pơ. Các bạn biết rằng tại sao nông dân, vâng tôi sẽ giải thích các bạn tại sao nông dân pơ là ăn thịt nhanh. Vâng, bình thường một con nông dân các bạn ăn thịt hiêu voi các bạn chỉ cầm 10 thịt về thôi, nhưng mà riêng nông dân của Persian nó sẽ cầm 13 thịt về. Và nếu như nó cầm 13 thịt về thì không á, hình như là pơ thật, không biết có phải pơ không. Vâng, thực lẻ thì dường như đây là pơ, và thì dường như đây là pơ, thực lẻ tí có người nhìn quân đi. Đây là máy của game thủ cầm cung, không biết là cung gì. Đây là AC Egypt Summer, không biết là cung gì rồi. Vâng, trận này thì anh được ở trong cánh rồi, nhưng mà thế bài thì dường như là không có rừng. Sen Long, vâng Sen Long cầm để xem nào. Tôi không nhầm thì đây sẽ là cho Son. Vâng, tuy nhiên về bên Bách Chiến Đánh Bại là Hit, Greg, AC và Summer. Vâng, quân là khá đẹp khi mà có tới hai cung tuyển Hit và AC. Vâng, thế vậy đúng rồi, ông màu 7 thì là cho Son. Có một phô có lẽ là tiểu thí ngư rồi. Một Hitty, thế vậy ông này là Hitty à? Đây, Minh Nhật là gầm Hitty. À, thế ông này là cái gì? À, đây không phải là Summer. Vâng, Summer gì mà dân 25 máu. Vâng, nó là Egypt. Vâng, bài của Xiao Xia. Vâng, Xiao Xia thì anh bộ bài gọi là tương đối giàu, nhưng mà không có rừng, có biết anh có rừng A không? Vâng, các em thủ Trung Quốc thì thiếu xen với nhau thì canh rừng A rất là nhiều. Nhưng mà trong cái 4-4 năm rồi, tôi chưa thấy canh rừng bất kỳ một cái gì cả, kể cả rừng L, rừng A. Vâng, còn Việt Nam ta thì rừng các kiểu. Vâng, rừng L, rừng A, rừng K, rừng T, rừng Zivigas. Vâng, nó đánh rất dị. Vâng, nói là cái thủ Trung Quốc học được cái bài của Việt Nam, nhưng mà nói thế thôi. Nhưng mà có lẽ là mới chỉ học được khoảng tầm 20% thôi. Tinh hoa của Việt Nam nó còn nhiều lắm. Vâng, một cánh rừng nữa dành cho game thủ Tiểu Hiệp. Thêm một đàn hiêu, nhưng mà là bài 4 voi 2 hiêu. Nhưng mà không biết anh có câu được về không. Vâng, với theo các tay của thủ Trung Quốc thì tôi nghĩ là không có cái chuyện mà vâng, hai tay hai voi làm cái chuyện đấy. Còn cái thủ Việt Nam thì gần như ông vừa nói phát định phản luôn. Và thế vậy đúng là hai tay hai voi. Vâng, khá nhiều tay. Này thì nhiều tay. Ôi giời. Vâng, rất may mắn này cho anh. Vâng, kích đời ham nhà nông dân. Các thủ Trung Quốc thì đánh cung ở trong cánh, không biết là cung gì. Mà khi tôi đánh cung thì tôi chỉ đánh 2 năm thôi. Không nằm xuống. Vâng, rất may mắn. Một tơ mà chỉ một cây gỗ. BB. Vâng, lại là bo nhà rộng rồi. Vâng, con nông dân đi rất lù lù. Cẩn thận cái móng gỗ. Vâng, cái móng gỗ là cái móng mà vâng, nhiều khi nông dân nó sẽ tắc ở trong cái móng đấy. Tắc một chút xíu thôi. Mà câu voi thì gần như là chơi với hổ. Chơi với hổ. Vâng, chỉ cần lơ là một chút thì con nông dân sẽ bị con voi hút chết. Một đàn hiêu nên có lẽ là anh sẽ không ăn, mà có ăn thì có lẽ sẽ lùa về rừng. Và anh phải câu nốt con voi về. Tôi nghĩ như vậy thì anh có một bài khỏe được. Vâng, bài rộng lắm, vâng bò đến 5 năm sau cũng trả hết được cái chỗ này. Và cái này anh phải xây thêm cái vạn lý trường thành thứ hai. Vâng, là thì đang dồn lên là khá ổn. Một bài cầm cung có gọi là kích sớm. Kích sớm nhưng mà tôi nghĩ là nó không đẹp. Đây BM. Và đây là BA. Trận thứ kiểu chắc là có lẽ là đầu 11. Quay trở lại mà anh máy thủ cầm Sen Long, game thủ Sen Long. Anh cầm cho Son và nâng cấp giáp.
Và các thủ Trung Quốc thì không biết phải bắt giò, và ngay chọc giò thì cũng không phải quá rát, khác hẳn các thủ Việt Nam. Của Việt Nam thì chỉ đánh bằng con giò thôi, bằng công giáp là đầy đủ. Nhưng mà các bạn thấy các thủ Trung Quốc nâng cấp con giò rất là phí, bởi các anh không chọc được quá nhiều dân. Con giò của Việt Nam thì các bạn biết con giò nó có thể ăn đến chục dân nếu chọc tốt, mà nó cứ dân nẻ nó dã thôi. Đây là bài cầm grake của em bé, một tay che trời. Mặc dù anh thì và cái đợt đầu tiên thì tôi nhìn thấy cái tên của anh, tôi tưởng anh phải cao to lắm, nhưng mà hóa ra anh cao ngang phèo G Zidane. Vâng, dám vào không? Vào đấy, vào. Và như vậy là con ngựa giò cũng ăn được 3 dân. Và dường như ngày mai tôi nói cái gì các anh làm ngược lại. Vậy e, bằng xe long một cái thủ vậy không phải dạng vừa, bánh xe luôn. Cẩn thận mất con giò. Tốt, bãi vàng thì chưa bo nhá. Không biết anh có để ý không? Bằng các thủ Trung Quốc thì ít khi bo vàng lắm, toàn bo gỗ thôi. Ôm gỗ để đúc ruộng mà. BP chăng? Solo Greg cho giòn, kèo này mà gọi là solo với nhau chắc chắn cho giòn sẽ là cửa trên. Và Greg thì rất khó để đối đầu với những vầng vầng cho giòn. Bây giờ đẩy con chém đầu tiên lên. Bài Greg của một tay trời đánh theo kiểu mà chắc nhà ra ruộng và dường như sẽ có BP trong tuần này. Vâng, chưa anh xe, nhưng anh đã bỏ kín nhà, có BP rồi. Nhưng mà con ngựa giò nó lọt vào đằng sau. Em bé đang vẩy e. Và con giò không còn quá nhiều máu, anh phải đi cho tôi này. Vâng, một máu và vẫn sống sót. Có phù. Vâng, ăn được hai dân và én. Một cái nhà rất sexy. Vâng, em bé thì chưa làm được gì nhà của Sen Long. Đẩy vào, đẩy vào. Vâng, ăn được bao dân thì ăn. Đen không? Có biết đen không? Vâng, không đen nhưng mà một tay trời là người đen. Vâng, đen theo kiểu số đen. Vâng, không phù được con chém một tơn vừa rồi. Và bây giờ anh chưa có bánh xe. Và một tơn mà từ khỏe hơn thành yếu hơn của một tay trời. Nói chung là đen rồi, vâng, đỏ vẫn thế. Vâng, tiếp tục là tơn đen không? Đỏ rồi. Nhưng mà con chém lại gần hết máu. Một tay trời chết quá nhiều dần. Nâng cấp vàng chăng? Không, nâng cấp chặt gỗ. Cực kỳ dị. Vâng, dị nhân xen lòng. Vâng, cho son nâng cấp chặt gỗ. Trong khi anh chả có cái ruộng nào cả. Và cái ruộng của một tay trời chỉ cần một cái e thôi là anh có thể bo kín, nhưng mà anh không bo. Vâng, tiếp tục ăn hoang của anh quả. Vâng, phù hên. Vâng, có lẽ là trận đấu anh không phù hên, có lẽ là anh đã ra đảo rồi. Vâng, cái ngôn ngữ mà săn kim cương. Vâng, tiếp tục là vã con nông dân ra làm ruộng. Và anh tiếp tục chết dần, chết mòn dần. Trận này thì chắc chắn là sẽ lòng sẽ thắng cánh của một tay che trời. Chúng ta sẽ đảo qua hình các hình máy khác. Đây là hình máy của hình thủ cầm Egypt và trong cánh. Với những con cung R93 máu thì tôi khẳng định đây chính là Egypt rồi. Chắc chắn đây là Egypt. Trận này hình như là cùng thắng thì phải. Không biết 18 đi đâu. Vâng, cầm cung sang đỡ nhà cho Sen Long. Mà có lẽ Sen Long không cần quá nhiều. Đẩy một tên cung R và kết liễu nhà game thủ cầm cái đánh ở đầu cánh đi thôi. Vâng, bài này thì nó là bài siêu xấu. Khi đánh cung tại nhà nó cực kỳ xấu luôn. Dừng mỗi chỗ một nơi. Mà lại còn mỏng. Vâng, mỏng như cái gì mà có cánh vậy. Bốn con R vẫn đang, bốn nhà bè vẫn đang sóc đều. Vâng, anh định xây một ghi vạn lý trường thành thứ hai. Vâng, kinh nghiệm đến thế là cùng. Vâng, đuổi theo hai con chém để có thể giữ dần cho Sen Long. Không phải chạy. Không phải chạy đứng yên đấy. Vâng, 18 cánh kia dường như là mình chém cho nhung kèn. Chúng ta xem ảnh máy của hình thủ. À không, đây là Minh Nhật. Và Minh Nhật tham này đang là cực to. Một trận được cầm cùng ở góc 6 giờ. Vâng, tôi nhớ là có cái ông nào ông ấy đánh theo kiểu tàu ấy nhỉ. Ông này à? À thế đây là như vậy. Đây là Hitty và đánh theo kiểu tàu. Nhưng bây giờ tham này của anh vẫn đang to. Vâng, anh không ăn quả đầu. Nhưng đến phút thứ 19 tham anh vẫn là 53. Mà không phải anh phát triển kiểu gì. Chà, nếu mà không ăn được quả đầu thì thường các bạn sẽ kết quả khoảng tầm 14. Đấy là bài còn giàu, còn bài nghèo khả năng là 15. Mà khi bạn kích 15 đến phút 19 thì làm sao mà tham năm ấy được nhỉ? Vâng, hơi bịp. Mô 2 bên kia Thủy Dương đang là khá khỏe. Vâng, đẩy 2 tương của đầu Hitty nhưng mà vẫn chưa bay được. Và cung R của anh chưa có giáp. Nhưng mà đây cung R hit bắn cực đau. Đang nâng cấp chặt gỗ 2 nếu tôi không nhầm. Bài bo là rất rộng. Không, bài nhà đẹp chứ. Vâng, đang bị bộ 4 công, anh có để ý không? Minh Nhật bộ 4 đẩy một kích cung cực to. Đây khoảng cầm một kích tròn. Rất nhiều cung R trong tuần này. Và liệu rằng Minh Nhật có đỡ được không? Một tay cung có thể gọi là cực cứng của team Trung Quốc. Vâng, Kaze. Vâng, quân đông hơn nhưng không dám đấu. Mô 4 là quân gì?
Vòng 4 AC thông tin nhận về. Vâng, cú bắn là khá rát. Bây giờ có thêm những con lạc đà của mùa 2 thì vâng, nếu như màu 6 không sang thủ, tôi nghĩ là Minh Nhật sẽ phải bay nhà trong cái tờ này. Vâng, ốp nhà BA rồi nhưng mà tôi chưa thấy các anh vào ăn dần. Và cái quan trọng của việc ốp nhà đó chính là phải ăn được dần. Còn chữ ốp A thì nó cũng quan trọng nhưng mà không quan trọng cái việc ăn dần. Và ăn dần sẽ làm giảm lực của đối phương. Chứ có ốp được A mà ốp được A mà không ăn dần thì tí họ vẫn cứ sản những con gùa đều thôi. Và đang rèn dứ là tương đối ổn dành cho Minh Nhật. Nhưng bây giờ thì nếu như không có ai cứu thì anh sẽ... Không, tôi sai rồi. Không có ai cứu thì anh vẫn đỡ được. Được chưa? Vâng, rèn dứ rất khéo. Vâng, thả diều theo ngôn ngữ của Liên Minh Huyền Thoại. Người ta thả diều, anh chấp dốc luôn cho nó mát. Chấp dốc AC. Này thì chấp này. Vâng, cùng AC bắt đầu tách vào để ăn những con nông dân. Nhưng mà anh cũng có quần thủ. Bốn nhà bè vẫn sóc đều. Và cứ tình trạng này thì khoảng tầm 2 tân G nữa anh sẽ thủ được nhà. 2 tân G nữa thôi anh sẽ thủ được nhà. Thủ rất dẻo, không mất quá nhiều dân. Tham Lai thì vẫn ở 47/80. Vâng, tiếp tục là dền dứ và thả diều thôi. Bên này thì một hit, một Egypt trong cánh. Vâng, để lên 4 thì nó còn là max bail. Vâng, KZ bỏ con dốc này. Một khi KZ đã bỏ thì Minh Nhật sẽ lên. Chắc chắn sẽ lên 7 AI không? Không có một pha 7 AI nhưng mà cầm dân đập luôn. Và vẫn sẽ đỡ được nhà thôi. Một pha thủ nhà, tôi gọi vâng, thương hiệu của Minh Nhật. Nhưng bây giờ thì mùa 2 và 4 nó tiếp tục đẩy quân lên. Quân là rất đông. Vâng, cánh vâng đầu cánh của anh nhà 18 có vẻ là quá yếu rồi. Vâng, thông tin nhận về thì mùa 3 cũng cầm hitty và đang là người cực to. Vâng, Minh Nhật nãy giờ vẫn đỡ được nhà, các bạn thấy vâng xẻ chắc gì đã đỡ trong tuần này. Tôi khẳng định luôn. Vâng, ai có bảo chim sẻ thủ nhà dẻo nhưng mà tên này vâng xem này cũng đỡ nhà mà khủng khiếp rồi. Vâng, hai người công nhà nãy giờ tham không tụt. Vâng, tham vẫn là 51/55 và đang tăng tham đều cơ. Vâng, ông này mà không bị công tên vừa rồi có lẽ là bây giờ ông ấy to nhất map. Vâng, tài còi vẫn đang khá khỏe, điểm số đang cực cao. Màn hình máy khác thôi. Đây là màn hình máy của thủ cầm Egypt. Tham Lai là 62/88 khi mà cầm một cái bài mà nó siêu xấu. Đang ốp với nhà thủ màu 3 trên góc 12 giờ cầm hit. Vậy là bên kia cũng có một hit và một AC. Cũng hai cung tuyển đối trọng của nhau. Mà có vẻ như cung bên kia là khỏe hơn. Khi mà cung bên này là quấy cực kỳ nhiều vào nhà là xấu. Một pha vẩy e của game thủ tiểu hiệp. Tương đối khít. Và 3, không, như vậy là 1 thôi. Một con GR của tài có phải nằm xuống. Tiếp tục là vẽ ruộng và đập BC. Vâng, nhà chính anh nhấp nháy điên cuồng, anh có để ý không? Vâng, mà tôi đã bảo rồi, cái nhà này mà nó quấy thì đừng có nói là thở. Vâng, hai con chém thôi. Chỉ hai con chém thôi, làm nguyên một canh ruộng của tiểu hiệp. Bài là rất xấu nhưng anh vẫn quyết định đánh tại nhà. Thường vào những bài này thì các thủ Việt Nam ta sẽ đánh theo kiểu mà dừng lở. À không, dừng A, dừng A. Vâng, Egypt là quân dừng A tươi tốt khi mà nó cũng được coi là một cung tuyển. Cũng là một cung tuyển mặc dù không lợi thế về ép đời cũng như là làm ăn. Mà dừng A cũng không phải một quyết định tồi. Mạnh mẽ Xen Long còn tham không? Xen Long tham 23. Thế vậy là anh đang quấy với nhà thủ 3. Nhưng mà tôi không hiểu sao lúc đầu thì anh làm yếu được game thủ mùa 1 rồi. Tôi nghĩ là bây giờ anh phải tham khỏe. Có lẽ bị một ôm bom ngược lại. Vâng, em bé một game thủ cũng khá kinh nghiệm. Một game thủ lâu đời. Ngày trước thì anh thi đấu cho team Hà Nội 1. Vâng, bây giờ anh chuyển sang thiếu team Bô Lão. Không, không một pha chém ruộng. Vâng, như vậy là tài còi trong trận đấu này anh đang phát triển cực. Vâng, gọi là cực khỏe. Vâng, rất nhiều ruộng tài chính của tài còi. Bơm đồ cho game thủ màu 6 Egypt. Làm gì đây? Màu 6 là, vâng, màu 6 này bị quấy điên cuồng. Vâng, tôi đã bảo rồi, nhà cực xấu. Bây giờ thì ốp với nhà game thủ màu 3. Nó có ốp không? Vâng, tôi không thấy một quân của 3 trên bản đồ. Thế như vậy là quân của 3 sẽ ở nhà. Cùng là chiếu đầu máu, vẫn chỉ là 93 máu mà thôi. Và anh sẽ phải tận dụng cái lợi, vâng, cái khả năng điều kinh khủng của mình để có thể đỡ. Mà quân bên kia đông gấp đôi thì điều giờ thế nào đây? Vâng, phải lùi này thôi, màu 4 sang cứu luôn. Lùi anh rất đồng đội của team bách chiến bách bại. Đây là hành máy của người cầm Mitty. Tham này là 69, bản đồ đã có, bây giờ nó bắt đầu nâng cấp đầu máu. Có đào vàng hay không? Bên kia dường như là MOBA sẽ là người đào vàng và nhảy 4 sớm. Bắt quân của người cầm AC. Vâng, trận đấu này thì màu 5 nhảy 4 sớm được thì nó chỉ ngang phèo với game thủ màu 3 thôi. Nhưng mà bên này thì về sau nuôi người lên 4 thì nó sẽ khỏe hơn. Và khi mà có thêm một Egypt, vâng, AC bên kia là màu 4 nó cầm AC. Lên 4 thì chả có cái vẹo gì cả ngoài trừ những con hot.
Tống Anh đóng BC chưa? Tầm này giờ mới chỉ là 6-7 thôi. Bên Thế Anh Chiến đánh bại trận yếu này thì chém đầu cánh là khá tốt. Mùa 2 vẫn đang khỏe nguyên. Bây giờ thì bắt buộc phải bày đẩy mùa 2. Chuẩn xác. Vâng, phải đẩy nhanh. Đẩy nhanh không có 4 sang cứu. Mùa 4 là bài xấu. Đây là một kích cung của game thủ màu 6 đang đi quấy rối giữa hai nhà. Vâng, thằng này màu 6 tụt khi mà nhà anh đang là quá xấu vậy đấy. Một vẫn có những cái cung level. Một pha mà dường như anh sẽ bị bắt quân. Vâng, bắt ở cả hai đầu luôn. Vâng, KZ và Tài Còi trận đấu này tự dưng lại xuất thần. Vâng, KZ thì là tay cung, Tài Còi thì tay chém. Không hiểu sao trận đấu này khỏe như vậy. Vâng, đánh cung thì ngang ngửa thủ bên phía Trung Quốc. Vâng, biết ngăn em không biết lúc nãy cái anh có bay như này không. Vâng, bay này tôi nghĩ là các anh sẽ vâng có một tỷ số khác chứ không phải tỷ số thua trắng 2-2 team trong những trận thiếu vừa rồi. Vâng, tiếp tục là bị quấy, chỉ là một giò một chém thôi nhưng mà là cực kỳ mất tay. Vâng, chúng ta sẽ xem hành máy game thủ màu 5. Vâng, màu 5 có một turn đi cùng, tôi nghĩ turn này anh phải đi từ lâu rồi. Đơn giản là các bạn nhìn thấy nhà màu 4 không phải thế bài dựa tường, thế bài cực kỳ xấu. Mà đi quân là hơi muộn. Màu A nãy giờ không đẩy quân và dường như màu A sẽ lên 4, điểm số là cực cao. Màu A cầm hit đi và sau khi lên xong 4 đó có lẽ sẽ là cái dấu chấm hết cho game thủ bên phía của team Trung Quốc 1. Và Xiao Suchu đã resign. Vâng, Tiểu không đúng rồi, Tiểu Thị Ngư. Và anh đã resign dưới mùa 3 lên xong 4 rồi. Vâng, tỷ số được ấn định là 3-2 dành các thủ bên phía team Bách Chí đánh bại một pha lùi dọc tương đối là ngoạn mục. Một trận đấu mà Tài có như KZ đã xuất thần. Vâng, Thùy Dương là một tay chè trời nữa. Vâng, xin chúc mừng team Bách Chí đánh bại với cái chiến thắng danh dự của mình. Và xin chia buồn với các thủ Trung Quốc 1. Vâng, các anh thi đấu với các siêu sao của chúng ta thì các anh thua sát nút. Mà thi đấu với các team vâng, các team chủ nhà thì vâng, không giành một chiến thắng nào. Rất buồn. Như vậy là hai team của Trung Quốc đã bị loại ra khỏi cái giải đấu 44 sen thể loại 44 random rồi. Các anh chỉ còn có cái thể loại 22 sen tự do, thể loại solo AC, thể loại solo sen mà thôi. Và chúng ta sẽ có lẽ là một ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ đến với những trận đấu ở trong vòng bán kết. Vâng, trận đấu trong vòng bán kết nó sẽ là Sky với cả Thái Bình đúng không? Sky Thái Bình Hà Nội Game TV. Đánh nhau như nào? Không tâm đồ nào biết được. Đánh ta đánh rồi. Đánh bán đánh bán kết cơ mà. Game TV Thái Bình. Đã bốc rồi. Bốc đi xong một tí. Vâng, thế thông tin nhận về là cái vòng bán kia chúng ta sẽ được diễn ra sau khoảng tầm 15-20 phút nữa. Và cặp đấu nó sẽ là Game TV và Thái Bình, Sky và Hà Nội. Các bạn chú ý đón xem trên các kênh sóng của Game TV.